tiếng chúc mừng NTN. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng kênh YouTube của anh chàng Nguyễn Thành Nam đã chính thức đạt cột mốc 10 triệu người đăng ký, giúp anh trở thành YouTuber thứ 3 tại Việt Nam đủ điều kiện để nhận nút play kim cương danh giá từ YouTube. Nếu bạn là fan của anh chàng này, hãy comment ngay xuống bên dưới nhé. Các bạn biết không, mặc dù không xuất thân từ gia đình giàu có, thế nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh chàng quê Thái Bình đã trở thành một đại gia YouTube chính hiệu với số lượng fan đông đảo cùng khối tài sản tiền tỷ và những chiếc siêu xe hạng sang có giá đắt đỏ như Ducati hay Mercedes. Trên con đường thành công có nhiều chông gai này, nếu không phải là một fan trung thành lâu năm, bạn có thể sẽ không biết về những sự thật khó tin của anh chàng này. NTN đã trải qua những điều gì để có được như ngày hôm nay và mức lương khủng của anh hiện tại là bao nhiêu? Hãy cùng chờ xem đến cuối video nhé! Bây giờ hãy cùng khám phá 7 sự thật mà ít ai biết đến của đại gia YouTube Nguyễn Thành Nam nhé! Bảy, xuất thân. Hiện nay, NTN đã là một cái tên quá quen thuộc tại Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công như ngày hôm nay, không phải ai cũng biết được rằng nam YouTuber của chúng ta đã phải trải qua nhiều khó khăn, nỗ lực và cả những đánh đổi không hề nhỏ để có thể được sống trọn với đam mê của mình. Năm 2012, chàng trai Nguyễn Thành Nam khi ấy mới 18 tuổi, quyết định dừng việc học vào Nam, làm nhân viên đưa thư với mức lương vỏn vẹn 1 triệu đồng một tháng. Năm 2013, anh chuyển qua làm phụ hồ và được người ta trả công 3 triệu đồng một tháng. Cũng chỉ một năm sau, Thành Nam tiếp tục bỏ việc để chuyển sang làm công nhân, thợ xăm hình. Có lẽ cuộc sống mưu sinh của anh chàng quê Thái Bình này cứ mãi long đong lận đận như thế, nếu không có bước ngoặt đến với nghề YouTuber. Trải qua mấy nghề phụ hồ này, công nhân này, thợ xăm này, trải qua 3 nghề, nghề YouTube là nghề thứ 4. Nghề YouTube là nghề mà tôi gắn bó lâu nhất, đến hiện tại là gần 3 năm. Theo chia sẻ, Nguyễn Thành Nam cho biết anh có niềm đam mê đặc biệt với việc làm phim. Anh thậm chí đã từng bán đi cả chiếc xe máy của mình để đầu tư một dàn máy, phục vụ cho sự đam mê. Thời gian đầu làm YouTube, anh bắt đầu từ những video giả mạo các màn ảo thuật, sau đó lại cho ra đời tiếp series thử lòng người lạ. Cũng kể từ đây mà tên tuổi của anh trên cộng đồng YouTube trở nên nổi tiếng. YouTuber có lẽ là cái nghề mà bất cứ ai cũng có thể làm, tuy nhiên bạn cần có sự cố gắng và kiên trì để có thể đạt được nhiều thành công như anh chàng Nguyễn Thành Nam này. 6. Bị công an bắt. Trong khi công việc trên các kênh YouTube của mình đang diễn ra khá suôn sẻ, thì cuối năm 2016, Nguyễn Thành Nam bất ngờ bị công an triệu tập khi đang dàn dựng cảnh quay cho video giả danh tổ chức khủng bố IS đánh bom. Sự việc này được rất nhiều người trong cộng đồng mạng quan tâm. Anh khai nhận với cơ quan điều tra rằng sau khi xem các clip khủng bố Hồi giáo ném bom trên mạng Internet, anh đã nảy sinh ý định quay một clip tương tự tại Hà Nội với mục đích làm cho vui và thu hút người xem. Sau đó, anh đã cùng team Monster NTN cùng thực hiện dự án. Tuy nhiên khi video được tung ra thì đã lập tức bị công an gọi với tội gây rối trật tự. Tưởng chừng như anh sẽ bị chỉ trích phê phán thậm tệ từ cư dân mạng, thì vẫn có nhiều người tiếp tục động viên và ủng hộ anh sau sự việc. Qua biến cố, anh đã rút ra được nhiều bài học và chuyển hướng sang làm các video mang tính hài hước và đem lại tiếng cười cho mọi người. 5. Thành lập team và tan rã. Từ những ngày mới bắt đầu, team của NTN có tên Monster NTN với các thành viên cộng cán như Thượng Gà, Vinh Prang cùng nhau làm các series video cho kênh. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài, NTN đã đăng video tuyên bố giải tán team vì lý do hai thành viên trong nhóm cãi cọ, xích mích và gây mâu thuẫn nội bộ với nhau. Bởi vì là tôi sắp phải rời xa các bạn, không sản xuất video của kênh Monster NTN nữa. Sau giải tán, anh chàng Vinh Prang cũng đã thành lập kênh YouTube riêng và thu hút khá nhiều lượt đăng ký. Tuy nhiên, kênh của anh chàng này sau đó đã bị report và xóa kênh vì làm những thử thách được xem là có hại cho trẻ em. Về phía NTN, anh lại tiếp tục thành lập team thứ hai sau khi lên Hà Nội, với anh là trưởng nhóm. Nhưng sau vụ ôm bom giả khủng bố và bị công an bắt thì team này cũng đã tan rã nhanh chóng. Sau nhiều lần chống đến và chống đi, team NTN hiện tại đã hoàn thiện hơn, cùng nhau giúp kênh phát triển và đạt nhiều thành tựu như hôm nay. 4. Bị tắt kiếm tiền. Là một trong số những YouTuber sở hữu nhiều nút vàng nhất Việt Nam, Nguyễn Thành Nam có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cộng đồng fan hâm mộ với hơn 10 triệu lượt đăng ký. Kênh YouTube NTN của nam YouTuber được đánh giá là có khả năng kiếm tiền thuộc hàng top tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, vào đầu tháng 2 năm 2008, Nguyễn Thành Nam từng gây sốt cộng đồng mạng khi đăng tải video lên tiếng kêu than bị YouTube tắt chức năng kiếm tiền của kênh. Anh chia sẻ đã bị tắt kiếm tiền từ khoảng tháng 10 tháng 11 năm 2017, khi đó kênh của anh mới chỉ khoảng có 3 triệu lượt subscribe. Nhưng mỗi tháng đã kiếm được hơn 22.000 đô, tương đương với khoảng 500 triệu tiền Việt. Một con số khá khủng mà nhiều vị giám đốc cũng chưa chắc kiếm được.
Thế nhưng đến ngày trả tiền thì YouTube lại thông báo kênh của anh bị tắt chức năng này. Tại sao cái kênh NTN Vlog của tôi lại bị tắt kiếm tiền? Trong đoạn clip, Nguyễn Thanh Nam bức xúc cho rằng YouTube phạt vô cớ, khi YouTube đưa ra nguyên nhân là do nội dung của kênh NTN vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Điều này khiến YouTuber ít ra video hơn hẳn vì khoản kinh phí eo hẹp. Sau khoảng thời gian kháng nghị dài 7 đến 8 tháng, NTN đã thành công trong việc bật lại chức năng kiếm tiền của kênh mình. Kênh của tôi đã được bật kiếm tiền trở lại. Đó là cái tin vui mà hôm nay tôi thông báo cho tất cả các bạn. 3. Xóa video. Khi mới bắt đầu, nhiều YouTuber thường sẽ chưa định hướng được con đường chính của mình. Đôi khi họ tạo ra những video để thu hút người xem, nhưng lại vô tình lại có những chi tiết có phần phản cảm. Anh chàng YouTuber NTN cũng thế. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, Nguyễn Thanh Nam đã ngồi lại và nhận định về những video trong quá khứ. Anh nhận ra có một số video của mình có tính chất xấu, gây tiêu cực và có thể ảnh hưởng xấu đến người xem, nhất là trẻ em. Với lý do đó, YouTuber quyết định xóa các video như thử thách leo cột điện, thả 100 con dao từ trên trời, cho đến các video xây nhà bằng dụng cụ nhựa có thể gây ô nhiễm môi trường. Anh cũng đã bày tỏ hy vọng rằng mọi người có thể tha thứ về những sai lầm tuổi trẻ. Đồng thời, Nguyễn Thanh Nam còn kêu gọi những YouTuber khác hạng như mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn video xóa clip của anh đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều thể hiện quan điểm ủng hộ với việc làm của NTN và hy vọng anh sẽ cố gắng để ra mắt những video với nội dung chất lượng hơn. Bạn có thấy anh chàng này thật ngầu không? Comment xuống bên dưới suy nghĩ của bạn nhé! 2. Fan đông nhất và những kỷ lục. Sau hơn 4 năm theo đuổi YouTube, năm 2018, NTN đã sở hữu cho mình 4 kênh YouTube đạt hơn 1 triệu lượt đăng ký theo dõi và trở thành YouTuber Việt đầu tiên sở hữu tới 4 nút play vàng YouTube. Trong đó, kênh NTN hiện tại đã nhận được nút kim cương với 10 triệu người theo dõi. Hai kênh Funny Game và NTN Vlog sau khi đổi tên thành Mr. Nam Gaming và Mr. Nam Vlog cũng đang trên đà phát triển. Riêng chỉ có kênh Monster NTN đã dừng hoạt động trong những năm gần đây. Phải thật sự không phục anh chàng này. Chỉ sau vài năm, từ một anh chàng chưa biết gì, đến nay đã xây dựng cho mình một đế chế riêng của mình tại YouTube. Hiện tại anh đang nằm ở vị trí thứ 3 trong top những kênh YouTube được đăng ký nhiều nhất tại Việt Nam, sau hai kênh Pháp TV và Popskit. Tính ra nếu như thế, thì hiện NTN đang dẫn đầu trong bảng YouTuber cá nhân đấy nhỉ? 10 triệu mốt, thế là NTN là cá nhân đầu tiên ở Việt Nam được nút kim cương. Người ta hay nói, fan thì cũng có fan this, fan that. Nhưng bên cạnh lượng fan ủng hộ, thì NTN cũng có lượng anti-fan đông đảo không kém. Họ cho rằng kênh của anh là vô bổ và nhảm nhí. Tuy nhiên, NTN từng lên tiếng nói rằng anh luôn tiếp thu ý kiến của mọi người, nếu mọi người góp ý chân thành, còn nếu họ lan mạ hay sử dụng những lời lẽ khó nghe thì anh sẽ bỏ ngoài tai mặc kệ. 1. Sự giàu có. Ở thời điểm 2018, anh đã chia sẻ mức thu nhập một tháng của anh từ YouTube là lên đến 22.000 đô. Bởi vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi thu nhập hàng năm từ công việc làm YouTuber của Nguyễn Thanh Nam là một con số mà nhiều người mơ ước. Theo thống kê của Social Black, hiện nay tổng thu nhập một năm của anh sẽ vào khoảng từ 228.000 đến 3,5 triệu đô, tương đương với khoảng 1,5 tỷ đến 79,9 tỷ tiền Việt. Với thu nhập khủng, anh chàng cũng rất mạnh tay chi khoản tiền lớn để tạo cho mình những tài sản đắt đỏ. Nhờ công việc này, Nguyễn Thanh Nam lần đầu tạo cho mình chiếc xe SH 150i 120 triệu đồng, siêu xe Ducati 959 Panigale 700 triệu đồng, được đổ thêm hơn 100 triệu tiền phụ tùng, hay chiếc xe hợp hạng sang Mercedes-Benz E350 AMG có giá trị lên tới 3,2 tỷ đồng. Mới đây, anh chàng đã tạo cho mình ngôi nhà giá khoảng 4 tỷ, ngôi nhà như cung điện được anh chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết với gam màu vàng tráng chủ đạo, thể hiện sự sang chảnh và hiện đại. Với số tiền lớn kiếm được, anh cũng đầu tư nội dung cho các video trên kênh của mình hơn, như các thử thách với phần thưởng lên đến 50 triệu, hay việc anh chi số tiền khủng để làm một tour xuyên Việt từ Bắc Nam trong 7 ngày bằng taxi. Tổng số tiền anh chàng đã bỏ ra cho cả chặng đường gần 5.000 cây là 35 triệu đồng. Chính những điều này mà bất cứ người YouTuber nào nhìn vô cũng phải nể phục anh chàng. Có công mài sắt có ngày nên kim, sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, nhờ những sự thất bại trong quá khứ mà chúng ta có một NTN thành công như ngày hôm nay. Bạn nhận xét thế nào về anh chàng này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.